Xin chào tất cả các bạn, mình là Tuấn và mình sẽ giới thiệu các bạn mẫu giày mới lên mình, mẫu giày G375. Mình có hỏi sản phẩm này có gì đặc biệt, mình nên sẽ đi vào phần chi tiết để tìm hiểu về sản phẩm này ha. Đây là phần thân được làm từ vải jean với những họa tiết ở trên và những đường may tỉ mỉ và chắc chắn. Ở phần trước chúng ta sẽ thấy được một phần dây buộc ở trên đây. Phần dây buộc rất là tiện lợi các bạn, khi chân bạn nhỏ mình có thể siết lại và chân bạn lớn có thể nới ra cho nó vừa chân, các bạn mang cho nó thoải mái. Và phần mặt trước này được làm từ vải tổng hợp nha các bạn, và có một chữ thời trang ở trên đây này. Đây là phần đế được làm từ cao su tổng hợp với những phần vân chống trơn trượt, khi đi trời mưa không có sợ trơn trượt thôi các bạn. Và có một cái size sản phẩm này, và cái phần đế này rất là bền, xài có thể xài trên 5 năm đây. Và là trên phần này có những điểm nhấn cho cái đế này, và đây là phần lót được làm từ miếng lót khử mùi, đảm bảo khi di chuyển nhiều hoặc ra mồ hôi chân cũng không có bị hôi chân đây. Và đây là sơ bộ về sản phẩm này. Và bây giờ mình sẽ test thử cái độ bền sản phẩm cho các bạn xem ha, bằng cách mình sẽ bẻ cong ha. Bằng sẵn đó. Và như các bạn đã thấy, sau khi mình bẻ và vặn sẵn sản phẩm thì sản phẩm nhanh chóng quay về với form ban đầu và không hề có dấu hiệu xây xát hay là việc gấp bẻ gì cả. Đây. Hoàn toàn như mới và rất là bền. Các bạn có thể ấn mua sản phẩm này trên trang của mình và hãy nhớ mua đơn hàng trong 149 ngày để được miễn phí vận chuyển nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.